thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Lý do mình đến khóa học này là mình muốn nghiên cứu sâu về đầu tư về chứng khoán và những cái mô hình đầu tư khác như bất động sản. Mình đến thị trường chứng khoán một cách rất là tình cờ thôi. Mình rất là thích đọc sách, đặc biệt về kinh doanh thì có một lần vô tình mình đọc, mình biết đến chứng khoán qua bộ sách của Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki. Và chính vì thế mà cái tự nhiên những cái niềm đam mê với chứng khoán nó cứ lớn dần với mình và mình quyết định đến một lớp học chứng khoán của Happy Life để mình có những kiến thức cơ bản để đầu tư chứng khoán. Khi mình đang làm với kinh doanh thì mình có tham gia một số cái group về kinh doanh ấy, thì tình cờ biết Đinh Thái là một người đào tạo về marketing rất là giỏi. Đấy thì sau khi đó thì mình tham gia cái kênh YouTube của anh Thái và các group Facebook thì thấy anh Thái là một chuyên gia về chứng khoán rất là tốt. Thì là từ đấy mình biết đến anh Thái và khóa học. Kiến thức chứng khoán của em là hiện tại em mở tài khoản vào năm 2019 và hầu hết là em chơi theo cảm tính của mình và nghe theo những môi giới. Mình là một dân làm về ngành điện, nói chung là chỉ biết cầm cà lê, mỏ lết, sửa chữa về các cái dòng điện, không có liên quan gì tới chứng khoán. Nhưng vì công việc nhiều lúc nó cũng vất vả nên mình đã kiếm thêm một cái nguồn đầu tư để hưởng thụ động, thì mình đã tìm đến chứng khoán. Về anh Thái thì mình thấy rất tuyệt vời, tại vì anh biến những cái thứ mà rất là khô khan và khó hiểu là những con số để trở thành những cái môn kiến thức mà mọi người đều có thể hấp thụ rất là tốt. Đấy, ngoài ra bên cạnh đấy thì anh còn truyền cái ngọn lửa nhiệt huyết cho tất cả mọi người, hướng dẫn mọi người cái cách phát triển bản thân đấy, để có thể trở nên tốt đẹp hơn và hướng tới một cái cuộc sống nó thịnh vượng hơn. Mình thấy anh Thái là một con người có một cái kiến thức rất chuyên sâu về chứng khoán thế giới cũng như chứng khoán Việt Nam. Thì anh Thái cũng là một con người rất là gần gũi và cũng chia sẻ và giúp đỡ anh em rất nhiều. Đặc biệt là anh Thái có một cái nguồn năng lượng vô tận để truyền cảm hứng cho tất cả những học viên. Qua 3 ngày tương đối là vất vả nhưng chúng tôi gần như không cảm nhận được cái sự mệt mỏi. Chúng tôi rất cảm ơn anh Thái. Cảm nhận mình của anh Thái thì anh Thái là một người trẻ, năng động và nhiệt huyết với cái nền tảng kiến thức rất là sâu, rộng và bao trùm từ vĩ mô cho đến cái kiến thức doanh nghiệp. Thì bản thân anh Thái trước cũng là một lãnh đạo cao cấp của một công ty kinh doanh. Hiện tại anh Thái lại đang là một nhà đầu tư nữa, thì anh Thái có một nền kiến thức rất là tốt, có thể giúp được những học viên như mình có thể hiểu được tường tận từ bên ngoài cho đến bên trong doanh nghiệp, cũng như là về cái khả năng cạnh tranh, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp về tương lai. Anh Thái là một người giảng viên có nhiều kiến thức và tràn đầy năng lượng, có thể truyền lửa cho mọi người rất là tốt. Thì cái đầu tiên là mình cảm nhận với anh Thái là cái điều anh nói nó rất truyền cảm hứng trên cho mình. Từ đó mình cứ đi sâu rồi đọc sách, cứ đọc sách rồi tìm hiểu anh Thái, gần như anh Thái nó cứ vô cái hình tượng của mình luôn, như một cái gọi là một cái người thầy, chính xác là một người thầy để mình tìm kiếm, mình học hỏi. Thì từ đó mình đăng ký mình học, thì cứ đúng theo những cái gì anh Thái nói được làm được, nói đúng làm đúng. Đối với em thì em theo dõi anh Thái từ 2019. Em cảm thấy anh Thái là một người rất là tích cực, luôn luôn truyền cho cái thế hệ trẻ một cái thế hệ mà anh Thái đặt cược rất nhiều là sẽ rất tích cực và thay đổi cho cuộc sống sau này. Anh Thái là một người rất nhiệt huyết, luôn luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi của em, những câu hỏi rất chi là chi tiết, thậm chí là những câu hỏi mà tụi em cảm thấy rất mơ hồ, em không biết sao anh có thể trả lời được, nhưng mà anh ấy luôn trả lời.
cho dù là mọi mặt trận, Zalo, trực tiếp hay là nhắn tin, anh Thái là một người rất nhiệt tình, như một người anh, như một người sẽ là cái cây cổ thụ có thể là chồng người trong tương lai. Bên cạnh cái việc học tập rất căng thẳng thì ở đây mình được vận động. Đó là một cái trải nghiệm rất hay và mình được tiếp thu một cái thông tin rất là hay. Đấy là khi mà bạn vận động thì cơ thể của bạn, trí tuệ của bạn phản ứng lại đối với những cái kiến thức nó sẽ được hấp thụ một cách dễ dàng hơn. Đó, thì mình rất là thích. Và các bạn cũng nên tham gia các khóa học như thế này. Điều mình tâm đắc nhất trong khóa học này nó rất là nhiều thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình đã được học những cái rất cơ bản về thị trường chứng khoán. Mình có thể tự tìm hiểu được doanh nghiệp, mình có thể tự lọc được doanh nghiệp, tự định giá được doanh nghiệp. Và cái quan trọng nhất là mình có thể áp dụng được tất cả những cái phương pháp về kỹ thuật để có thể săn tìm những cổ phiếu tốt và kiếm lời từ thị trường chứng khoán. Điều em học được sau khóa học này là tính kiên nhẫn để định giá được cổ phiếu, để mình có thể định giá cổ phiếu tốt hơn, để đầu tư tốt hơn. Sau 3 ngày thì mình cảm nhận khóa học này có rất nhiều kiến thức và giá trị bổ ích. Đặc biệt là anh Thái đã là một người rất là sâu về kinh doanh, cho nên anh Thái đã giúp mình nhận biết được những câu chuyện, những con số ở bên báo cáo tài chính nói lên điều gì về doanh nghiệp đang phát triển thế nào, có điểm yếu ở đâu và thế mạnh ở đâu, con hào kinh tế như thế nào, thì giúp mình nắm rất chắc về cái kiến thức cơ bản của doanh nghiệp. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.